Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Vân. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay bên em thì vừa mới về một chiếc xe nồi đồng cối đá mang thương hiệu Toyota Fortuner. Chiếc này là máy xăng số tự động một cầu nha anh chị. Xe được sản xuất năm 2017, nhập Indo. Xe công ty biển Sài Gòn, mới chạy có 79.000 km thôi. Mà giá chào bán bên em là 850 triệu. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Ở bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng, nên về phần chất lượng anh chị có thể hoàn toàn yên tâm nha. Bao anh chị chất hãng toàn quốc luôn. Bên em có thu mua ô tô cũ tất cả các hãng luôn, thu mua tận nơi với giá cao luôn nha anh chị. Nên anh chị có nhu cầu bán ô tô cũ thì liên hệ với em, em sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. Ở kênh của em thì chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Vì vậy anh chị chỉ cần đăng ký kênh của em thì sẽ không mất thời gian đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa đâu. Ở Toyota Fortuner 2017 máy xăng số tự động, xe mang nước sơn là màu xám lông chuột nha anh chị, xám lông chuột. Ở giá 850 triệu vẫn còn thương lượng. Rồi chúng ta sẽ xem qua phần nội thất một chút. Ở phần nội thất được trang bị ghế da màu nâu da bò. Đó, ghế vẫn còn tương đối nha anh chị. Ở phần nhựa hai bên cánh cửa nè. Đó, và phần táp lô cũng chưa hề bị chầy xước gì nhiều cả. Ở xe đã được trang bị màn hình cảm ứng đầu DVD. Camera lùi có cả camera hành trình nữa. Đó, xe còn rất là đẹp. Odo của xe là 79.194 km nha anh chị. Rồi chúng ta xem qua hàng ghế sau một chút. Đó, hàng ghế sau vẫn còn khá là mới luôn nha anh chị. Đó. Trần xe cũng rất là sạch sẽ. Đó. Bên em có thu mua ô tô cũ luôn nha anh chị. Anh chị có nhu cầu mua bán xe, đổi xe thì cứ alo cho em, em sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. À, còn đây là chiếc Toyota Fortuner màu xám lông chuột, sản xuất năm 2017, máy xăng số tự động một cầu, ở biển Sài Gòn luôn. Giá chỉ có 850 triệu thôi. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí. Đó, anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Cảm ơn anh chị đã xem video.